đội Thác Công Lipa, nước thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho mấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Tiếp tục là một cái con game cực kỳ quen thuộc mà mình đã bỏ nó rất là lâu rồi anh em ơi. Tại sao quen thuộc mà bỏ? Tại vì là đi theo mấy con game mới nha anh em, chứ không phải là nó bỏ luôn. Cũng rất lâu rồi thì hôm nay mình vào trong đây mình review lại một cái con nhân vật mà mình đã ấp ủ bao ngày nay. Mình đã lên được cái máy full đồ, không còn gì mà để lên nữa. Tại vì là không còn bơi để lên chứ không phải là không còn nha anh em. Hiện tại mình đang review cho anh em biết là một cái con game có tên là Lemuria Orin. Thì đây là một cái bản là Lock Container, phiên bản là vừa mobile vừa PC, chơi nó rất là chuẩn chu anh em ạ. Vì nếu mà bên cái hội cài chay trải nghiệm á thì anh em có thể là trải nghiệm cái con game này, rồi có thể là cài con game này. Hiện tại cái đồng B á nó cực kỳ rẻ luôn. B là một cái đồng tiền tệ chính ở trong game. Đây là cái này đây. Rồi tất cả mọi giao dịch mua bán thì anh em đã mua bán qua cái đồng B này hết. Còn một số mà mua ở trên shop thì anh em phải dùng là Lemu nha. Nó là cái tên đồng tiền tệ là Lemuria luôn đó anh em ạ. Vào trong đây thì mình sẽ review một cái cây đồ cộng 20 của em máy mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Tại sao nhiều Clash mạnh không chơi, như ví dụ là cái con IK mạnh nè, con Queen Mage mạnh nè, con Mage nữ mạnh nè, Đắc Quay mạnh nè, tại sao không chơi mà chơi theo cái con mà yếu xìu yếu nhất? Thì hiện tại mình đã có nói rồi, chơi một cái con game mu mà các anh em chơi đúng với cái hội mà mình yêu thích đó thì nó rất là tuyệt vời. Và mình sẽ review một chút thông tin về cái con Clash trước, rồi Phan hả nói tới cái phần mà review đồ đạc nha. Xin giới thiệu, đây là một con nhân vật có tên là GL Thương Thủ. Thì sau sự xuất hiện của cái con Fay và cái con Sum thì cái con Thương Thủ này là nhân vật thứ 3 của cái con game mu, và cũng là một cái vị Clash thứ 8 trong cái xe sành 6. Từ xe sành 6 tới cái xe sành 10 là có mặt cái em GL Thương Thủ này nha. Em này thì dùng cho mình là một giáo nè và một khiên. Người ta thường thường nói là công thủ dạng toàn. Nếu anh em muốn mà công thủ dạng toàn và mạnh về cái mặt tấn công thì các anh em có thể là trải nghiệm về cái con Thương Thủ này nha. Tuy là ở cái phiên bản này em bị là fit lại, mình đang chờ một ngày em được lên ngôi, nhưng mà cái ngày đó không biết chừng nào. Thì hiện tại mình lên cái đồ trước đi, rồi chờ chừng nào em lên ngôi đi rồi mình quay lại, mình sẽ review sôi nổi hơn nữa. Nếu về một cái phiên bản chuẩn của PC thì chỉ số sát thương và chỉ số phòng thủ cái máy hình như là cao nhất trong các chủng tộc còn lại nha. Anh em thường biết và thường nghe những bờ gồ người ta nói cái con Thương Thủ ở trong cái bản chuẩn của PC cực kỳ khỏe luôn anh em à. Nó không có tệ như cái phiên bản này, nhưng mà không sao, thì có công mài sắt có ngày lên kim, mình chờ một ngày nào đó thì nó sẽ quay lại thôi nè. Tiếp tục là mình sẽ review một số cái kỹ năng của em máy. Kỹ năng của em máy rất là nhiều nha, mình sẽ đọc tên một chút xíu. Có một cái tên là binh tép nè. Cái binh tép này á thì anh em có thể là cộng bên hướng anh ghi để cho mình xuyên được nhiều người ở xung quanh. Tiếp theo là một cái kỹ năng đó là hát gen á, cái dòng này cộng vô cái phần là XTG thì thường thường người ta nói là cộng gen là như vậy đó anh em. Thì nó cũng như vậy, vì cái kỹ năng của cái con Thương Thủ này nó sẽ hao hao với nhau, skill nào cũng đâm, skill nào cũng chọt hết anh em. Và đặc biệt có một cái skill là Magic Bin này hiện tại mình đang dùng em nấy đây, cộng full vô cái dòng anh ghi nha. Đặc biệt cái kỹ năng của em này nè, khi dùng giáo mà để xuyên kẻ thù á thì mình tạo ra tới 3 lần đam. Các anh em thấy và nhìn vào đấy nha, khi mà nó chọt thì nó sẽ có một cái là nhân 3 lần đam lên. Các anh em thấy cái lượng đam của mình nhân 3 lên, nó lên là tới 800 mấy lần nha anh em. Còn mà đam thường nhân 2 thì là 500 mấy chục ca. Còn đam nhỏ nhất của mình á thì nó cũng không hề tệ đâu, vì cái cây đồ này á thì nó cũng là khá là cao rồi anh em à. Và có thêm một cái dòng nữa, cái dòng là Bờ ra che này cộng bên cái dòng là chen đó nha anh em, tạo ra một sát thương liên tục cao nhất trong đó là 4 lần, nhưng mà ít ai xài lắm. Vì nói tới một cái con Clash Thương Thủ là anh em nghĩ tới cộng full anh ghi anh em à. Và ở trên PC nhiều cái phiên bản, nhiều qua admin thì người ta thích búp theo cách nào cũng được, búp vô cái dòng anh ghi, búp vô cái dòng XTG, hoặc là búp vô cái dòng là HP, tại vì em ấy được cộng 3 hướng anh em. Cộng mana thì nó không lên vậy thôi, cộng HP nó cũng lên đam, cộng XTG nó cũng lên đam, và cộng anh ghi nó cũng lên đam luôn. Nó cực kỳ ngon nha. Và nó có một số cái kỹ năng bổ trợ, như là mấy kỹ năng dưới đây đây, mình có mấy cái kỹ năng bổ trợ nè, như là tăng đam nè. Khi mà chúng ta búp cái kỹ năng này lên á thì là sẽ tăng sát thương, tăng phòng thủ và
thời lượng của nó cầm cự là được 15 giây. Ở đây là những cái kỹ năng búp đây, ở đây là một cái búp để cho chúng ta nè có một cái khiên và có tên một cái búp, thì ở đây là tăng khả năng loại bỏ phòng thủ và tăng sát thương cho mình được 38. Quả đây cũng có thêm một cái búp nữa nha, đây là lá chắn vòng tròn nè, là một kỹ năng PvP duy nhất có cơ hội giảm Angie của đối thủ. Phải nói giảm được HD nó ngon anh em, giảm Angie nó không có nói lên cái độ nguy hiểm được. Ở đây là một cái kỹ năng là ghim ma thực. Cái kỹ năng này á còn gọi là cái Magic Pin nha anh em. Thì là phần sát thương nguyên tố, tầm đánh nó chỉ có 3 thôi. Tại vì các anh em thừa biết rồi, cái con GL này á, cái tầm đánh nó chỉ có 3, nó rất là hạn hẹp luôn anh em à. Nếu mà anh em có thể là cho nó thêm một cái kỹ năng như gì đây, thì nó sẽ lướt tới kẻ thù. Khi mà chúng ta BK nó có một cái kỹ năng lướt như cái con DK gì đó, nó vừa lướt tới kẻ thù và mình sử dụng thêm một cái tuyệt chiêu, nhưng cái đó là phải quen tay qua bờ gồ nha. Còn mà các anh em mà muốn cho nó nhường nhuyễn thì chỉ chơi một con thôi, một con mà mình thao tác tay để cho nó lẹ, còn như mình đó thì nó gà lắm. Phải bấm như gì, còn không thôi thì các em phải là chuyển nè, 1 2 1 2 liên liên tục, 1 2 1 2 liên tục, như vậy là chúng ta mới BK được. Vì cái con này á, ở trên cái phiên bản của Lost Container và cái phiên bản mới nhất là Lemuria này á, nếu mà các em chấp nhận chơi cái con thương thủ là các em phải có socket. Socket hiện tại là các em phải lên socket 8, socket 10 mới chịu nổi, tại vì đồ người ta đã lên rất là cao rồi. Đồ người ta lên tới 1k4, 1k5. Đồ 1k5 hiện tại là đang mắc pin, còn gọi là cái set Lightning đó anh em. Set đó nó cực kỳ đắt đỏ và cái con thương thủ của mình này không có đâu. Thì hiện tại mình đang có một cái bộ đồ của em ấy đây. Qua phần giới thiệu nhân vật và giới thiệu skill xong thì mình cho anh em xem sơ lược một cái bộ đồ cộng 20, cấp độ là 1200 của máy mắc pin luôn nha anh em. Ở đây các anh em thấy là cộng 20, và ở đây mình sẽ cộng update cho em ấy nè, lấy là phòng thủ nè và giảm sát thương HP, các anh em thấy ngon lành chưa? Cực kỳ ngon lành nha. Và kèm theo đó một cái up Harmony của mình là giảm sát thương và chuyển MP nè, phòng thủ. Ở đây tất cả những cái dòng này chỉ là cộng 7 thôi, nếu mà cái stat cộng lên 15 nữa thì nó sẽ cực kỳ tuyệt vời nha anh em. Thì mấy cái set mà cộng lên 20 này là không thể thiếu mấy cái dòng lúc được nha. Và cho anh em xem một cái lượng mai, điểm thưởng mai của mình là giảm sát thương cộng là 125. Các anh em thấy tuyệt vời chưa? Khi một cái thời điểm bây giờ cộng lên 15 cực kỳ khó mà các anh em sở hữu được một bộ đồ cộng 20, đó là một cái kho báu vô giá nha anh em. Các anh em muốn bán giá nào cũng được hết, nhưng mà mấy cái này thì không nên bán, để lại mình làm một cái set cho nó kiển, cho nó cổ và độc nhất vô nhị anh em à. Tiếp theo thì mình cũng có một cái áo y chang như vậy đây, một cái áo là một cũng là một cái update của mình là update B, 3 dòng phòng thủ cơ bản nè, HP nè và phòng thủ thuộc tính. Ở dưới đây cấp Harmona là HP nè, tỷ lệ HD nè và giảm sát thương. Các anh em thấy nó cực kỳ đều không? Và cái dòng ở dưới đây là cũng cái điểm thưởng mai cũng là giảm sát thương 125. Và cái điểm thưởng mai của con này chỉ có là 100 thôi. Và tiếp theo cái dòng Harmony cái này nè, giảm sát thương phòng thủ nè. Và ở đây là chuyển MP thành HP. Cái đó là cũng cực kỳ ngon. Và trên đây nè, phòng thủ HP và phòng thủ thuộc tính thì nó cũng là y chang với cái áo luôn. Tiếp theo là một cái tay. Hết cái quần rồi, bây giờ mình tới cái tay. Thống kê cơ bản nè, phòng thủ cơ bản thì cái này nó hơi chổi chổi chút xíu, nó không bằng ba món trên, nhưng mà không sao anh em. Tiếp theo là cái up Harmony của mình là giảm sát thương, tỷ lệ HD và phòng thủ, lấy cực kỳ là ngon nha. Có cái kia là tỷ lệ nó chỉ là 100 và cái này là giảm sát thương cũng 100 thôi. Vì cái viên mai nó cũng mắc lắm anh em, không phải là đập lên 125 nào nó dễ đâu. Ở đây mình chỉ có một cái chân này cực kỳ thất vọng, nó chỉ có là cộng 15 thôi, mình đang săn cái chân cộng 20 nhưng mà chưa có anh em à. Thì ở đây cũng mình chưa có update luôn, mình đang sửa soạn đập cái update cho nó. Mình đã có một cái dòng up Harmony rồi, là tỷ lệ phục hồi MP nè, chuyển 10% MP thành HP nè và tỷ lệ HD. Ở dưới đây của mình là chưa có cái dòng làm thưởng mai, thì chờ nữa mình sẽ làm. Và ở đây đây, mình không phải là mình không có chân 20 đâu, ở đây mình cũng có một cái chân 20 đây. Cái chân 20 của mình là cái chân socket nè, nó có một cái update B là thể lực phòng thủ và giảm sát thương. Nếu mà anh em lấy được cái dòng như gì thì nó cực kỳ, 5 món mà các anh em cứ lấy là thể lực nè, phòng thủ cơ bản nè và giảm sát thương thì đó là một siêu phẩm nha anh em. Và ở đây các anh em thấy đẹp chưa, chuyển 10% MP thành HP nè, giảm sát thương của HD, và ba cái dòng này là ba cái dòng chuẩn chu của một set đồ nữa, các em thấy vô cùng là tuyệt vời không? Ở đây là mình có là tăng giảm sát thương 8%, cấp độ socket là level 5. Ở đây cũng vậy nè, tăng phản sát thương cấp độ level 1, nó hơi chọi chút xíu, chừng nữa có tiền sẽ lên nó level 5 hoặc là level 7, level 8 gì đó. Ở đây là cấp độ 7, còn gọi là level 7 nè, tăng bảo vệ khiên. Thì tại vì mình có dùng cái khiên nên mình dùng tăng bảo vệ khiên nha. Nếu mà BK thì gắn cái dầu này lên, còn nếu mà đi farm á thì các anh em có thể là để như gì cho nó đẹp nha. Đó là tổng quan một cái set đồ của mình cực kỳ là ngon lành. Ngừng lại ở cái set đồ, mình có thêm một cái cây thương, ở đây là hoàn hảo
hạt tử. Ở đây là nhanh nhẹn, tại vì mình có cái dòng nhanh nhẹn rồi tăng thêm nhanh nhẹn nữa nó càng ngon nữa nghe anh em. Thống kê cơ bản nè và sát thương kỹ năng, ba cái dòng này á thì chỉ tạm được thôi chứ nó không có gọi là whip, nhưng mà có cái này mới gọi là whip nè. Tỷ lệ loại bỏ HD, tỷ lệ loại bỏ HD này, cái cây này thuộc dạng là thời kỳ đầu, thời kỳ nguyên thủy là chúng ta cái ốp Harmony chỉ có một dòng duy nhất mà lấy được cái dòng loại bỏ HD 10%, thì cái đó là nó ra một cái là siêu phẩm. Và ngay tới thời điểm bây giờ những cái món mà ốp Harmony chỉ một dòng thôi như là DD7 còn gọi là tăng giảm sát thương á thì nó cũng cực kỳ giá trị nha, chứ nó không có rẻ đâu nha anh em. Và dưới đây cái dòng hoàn hảo của mình nó là chỉ là MP nè, và thiệt hại vật chất 2.6, cấp độ là 20 cấp nè, tỷ lệ sát thương hoàn hảo. Và thống kê điểm thưởng mai của mình là cộng 70. Các anh em thấy là đẹp, không có cái từ nào diễn tả bằng cái từ đẹp. Có một cái khiên hơi bị lép nha, nhưng mà không sao. Các anh em biết vì sao không sao? Nó cũng cộng 15. Và cái khiên này là cái khiên chuẩn theo cái con thương thủ nữa. Thì sẵn đây mình sẽ nói cho anh em biết luôn, đây là một cái khiên là thiết vũ cộng 15. Cái ốp của nó là cũng là cái ốp test B luôn, sức mạnh, thể lực và HP tối đa. Thì cái này là cũng cần thiết nha, tại vì khiên thì nó có cho mình thể lực là nó tăng thêm nè, HP tối đa là nó tăng thêm nè. Quả với là một một cái ốp Harmony, Harmony là anh ghi nè, rồi chuyển MP thành HP nè, và phòng thủ nó không có cái dòng mà loại bỏ HD. Cho nữa là nếu có thời gian rảnh thì cũng vào trong đây. Mình nó cái vụ mà Harmony mình không thiếu đâu anh em. Những con game khác Harmony mình thiếu chứ game này á là dư giả vô tư, đập từ sáng tới chiều, đảm bảo anh em vào cái hạt mịch mà đập từ sáng tới chiều hết Harmony mình tặng anh em cái hạt luôn. Và hai cái dòng của mình nó là hai cái dòng là whip nha, tăng phản sát thương và tăng giảm sát thương. Ở đây nó chỉ thiếu một cái dòng là tăng thưởng thêm một cái viên mai. Nếu mà tăng thưởng thêm một cái viên mai nữa thì cho nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà chưa vội nha, đợi chừng nào mà mua được một cái khiên cộng 20 rồi mình hãy tính tiếp. Và tiếp theo á thì không có cái gì mà quá cao sang, mình chỉ có một cái cánh 4. Mình đang trông chờ kiếm một cái cánh 5 mình mới review, nhưng mà chờ không nổi anh em à. Cánh 5 hiện giờ nó đang áo giá, lúc trước bán chỉ có là 5k 6k mà không mua, bây giờ nó lên 10k. Tại lúc trước 10k là cái win whip lắm, lúc trước thì không có B, còn bây giờ có B rồi á thì nó đung giá lên. Nhưng mà dù sớm dù muộn gì mình cũng sẽ mua được một cái win 5, hứa với anh em luôn, mua được một cái win 5 và mua một cái khiên cộng 20 cái nữa cho nó đẹp tuyệt vời nhất có thể. Cái cánh của mình đó là phòng thủ cơ bản, sát thương hoàn hảo và HP tối đa. Cái update này nó cũng là ngon chứ không phải tệ nha anh em. Và ở đây là sát thương nguyên tố nè, ở đây là phòng thủ thuộc tính level 3 cấp độ 4. À, cho nó nếu mà các anh em có chuối xanh thì các anh em có thể là nâng cấp lên phòng thủ thuộc tính cho nó lên max cấp luôn. Ở đây thì mình có một cặp khuyên tai, còn gọi đó là E4 nha. Ở đây là HP nè và sát thương. À, bên đây thì chỉ có một ốp anh ghi thôi. Mình ở hiện tại mình còn tới 3 cặp nhưng mà không có bán buôn gì đâu, chỉ để cho mấy con để đi lâu lâu và trong đây để cài vé sự kiện thôi. Với sự kiện á, thì lâu lâu vô canh, nếu anh em nào bán rẻ thì mua mua để dành đó, để không làm gì hết, lâu lâu buồn vào trong đây chạy sự kiện kiếm vé tại Master. Nếu mà cái cảnh này không hợp thì mình đưa qua cái cảnh khác, ví dụ Master này mình cộng không ưng thì mình đưa qua Master khác. Ở đây là mình có một cái bộ đồ để giả mù sa mưa, thì lúc lại gần người ta thì bận bộ đồ này lên, khi mà người ta bơi ca ngang đồ rồi ấy, thì mình gắp đồ cộng 20 lên nha anh em, mình phan cho nó biết. Hiện tại thì mình còn một cái win của WinMAG, một set đồ của WinMAG. Hiện tại đồ như vậy là không có bán rẻ được nha anh em, đồ cũng cực kỳ ngon nha. Trên đây thì mình có một cái bộ đồ của cái con là sợi laser. Sợi laser thì nhân vật mình chưa có cài lại, tại vì sợi laser mình đã có làm rất là nhiều rồi, cái con đó nó cũng yếu y chang con này luôn. Mình cũng có làm rất là nhiều, mình có chưa cho ra một cái bảng điểm tuyệt đối vì là mình chỉ dùng đồ cùi thôi, còn nếu mà đồ ngon cái gì á thì cộng sao cũng khỏe hết anh em ạ. À, những con khác thì người ta farm một cái một là những con quái nó sẽ hẹo hết, còn cái này á là mình phải farm lia chia farm như đúng rồi luôn. Và để đây cho anh em chiêm ngưỡng lại một chút xíu cái kỹ năng của em ấy và cái độ đẹp trai của em ấy như thế nào. Và sẵn đây mình cho anh em xem một cái cách cộng điểm của mình. Cách cộng điểm của mình á là sức mạnh vừa đủ để mặc đồ, thể lực là mình không cộng, năng lượng mình không cộng, lãnh đạo thì mình càng không cộng, có bao nhiêu điểm mình dồn hết vào trong nhanh nhẹn. Mình cộng càng nhiều vào trong nhanh nhẹn, cái lượng thủ mình càng trâu lên, cái lượng đam của mình càng to ra nữa nha anh em. Master của con này á, thì mình đã cũng có review sơ lược rồi, nó cũng không có cái gì quá cao sang hết. Master con này thì mình cộng theo cái hướng là đi BK nha, mình cộng vào làm phòng thủ nè, rồi mình cộng vào HD, mình cộng vào cũng phòng thủ nè, rồi mình cộng nhanh nhẹn là mình cộng mắt. Nếu mà có hợp lại lại các anh em có thể là cộng vào trong HP này tầm khoảng 10 10 đến 11 14 15 gì đó, còn sức mạnh anh em cứ cộng mắt cho mình.
Và ở đây á, là các anh em có dùng khiên thì các anh em cộng vô khiên. Cái này á, là mình sẽ cho anh em xem sơ lược nha. Và đây là một cái bảng thứ hai của cái cây chính của mình đây. Mình đã cộng như gì, anh em có thể là vào trong đây xem rồi góp ý giúp mình đã cho ra một cái bảng master cho nó tốt nhất nha. Vì cái con thương thủ này thì mình cũng đã xào chẻ rất là nhiều rồi, cũng ba bốn cái vé master đó anh em. Thì cái vé master này á, thì lần cho ra cái bảng điểm này mình thấy ưng ưng cái bụng được một chút xíu nha. Đây là một cái cây cuối cùng, còn gọi là cái cây hùng vĩ của mình đây. Thì mình cộng mấy chỉ số bên đây, đang cho chỉ số ở đằng sau nó mắc nha. Bắt buộc là anh em phải cộng hai cái kỹ năng dự phòng, một kỹ năng chính và một cái kỹ năng dự phòng, đặng anh em mới cộng được mắc cái chỉ số đằng sau là 40. Còn nếu không là anh em không thể nào mà cộng mắc được chỉ số 40 nha. Tại vì bây giờ nó không phải như lúc trước đâu, lúc trước nó bị lỗi bon. Anh em farm lên tới 1.200 là anh em có thể là cộng full tab. Còn bây giờ anh em phải cài lên là 1K3, 1K4 hoặc là 1K5 thì nó mới được full tab như vậy nha anh em. Rất là lâu rồi mới vào trong đây để review cho anh em biết là một con thương thủ mà mình đã âm thầm mình lên cho máy bên đây. Thì hôm nay mình đú chen theo những cái con game mới và cái con game mình cũng thường làm. Đó là cái con game là LOK2, còn gọi là Lock 2 server thằng ma. Còn hiện tại mà mình đang like, đang làm nhiều nhất đó là bên cái con là EGA Up Logankia đó anh em. Nhưng mà hiện tại bây giờ bên đó thì mình cũng chưa có chuẩn bị đồ được, nên mình qua bên đây mình review lại cho anh em theo một cái cách đam mê. Tại vì anh em hỏi mình, quay lại hỏi mình rồi, mình trải nghiệm mấy con game của ông review hết rồi, mình nhìn lại cái con game Lock Container bây giờ còn nhiều người chơi không, chơi có tốt không. Nếu mà các anh em vào trong cái giờ cao điểm thì anh em người ta cũng chơi rất là đông, chứ không phải đông nha, rất là đông luôn. Còn mà qua cái giờ cao điểm rồi á, hiện tại nó đang có một cái móc mát. Cái móc mát đó là nó lên liver là 1K6, thì người ta đã treo, người ta đã cấm hết rồi, không ai mà chạy long nhông làm cái gì, nên anh em không có thấy được cái cảnh mà nhộn nhịp như là những cái con game mới. Con game mới các anh em vô nhìn thấy là toàn là newbie nó cài thôi, mấy con cờ lon nó cài thôi, còn cái người chơi chính á cũng đâu có được bao nhiêu. Còn con game này cũng vậy, bây giờ thì người ta hạn chế cờ lon, chỉ còn người chơi chính thôi. Người chơi chính trong đây thì người ta cũng chơi rất là nhiều chứ không phải ít nha anh em. Và anh em nghĩ sao về một cái con game này, anh em có thể là mạnh dạn comment đánh giá về một cái bộ đồ của mình lên cho em nó nè. Và một cái con game ngay cái thời điểm hiện tại chơi cũng còn rất là tốt nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý báu ra xem hết cái video của mình nha. Hẹn anh em một cái video gần nhất ở trên kênh Trải nghiệm TV nha.